người ta bây giờ không nhận. Bày bà hết sức cái này thì mất xe thì sao? Hưng phải nghe đâu? Nghe. Kêu Hưng ra đây để Hưng phó chủ tịch ra đây để hỏi ra sao. Không ra đây đâu ơi. Rồi con nghe rồi. Là con bản này đây quá diện tích à. Xin lỗi. Đây là Hải, đây. Cảm ơn anh Cường.